Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh Thục Ngô là cuộc chiến lớn đầu tiên sau khi thế cục chân vàng được hình thành, nhưng cũng là trận chiến cuối cùng trong cuộc đời của Lưu Bị. Tuy nhiên, trước khi đại bại dưới tay của nhà Ngô, Lưu Bị đã kịp để lại một lời di ngôn với những lời lẽ đầy ẩn ý làm cho các đại thần phải khiếp sợ, khiến cho chính Gia Cát Lượng cũng không khỏi giật mình. Vậy ý nghĩa của nó là gì? Và nó có thể làm xoay chuyển được thế vận của nhà Thục sau này hay không? Hãy cùng lịch sử Trung Quốc đi khám phá ngay bây giờ nhé! Quyết định sai lầm dẫn đến bại vong. Năm 221, sau khi Quan Vũ bị giết do thất thủ Kinh Châu, Lưu Bị vì tức giận đã khởi binh đánh Đông Ngô. Tôn Quyền nghe tin Lưu Bị đích thân ra trận, liền gửi thư cầu hòa, thế nhưng phía Thục Hán cự tuyệt thẳng thừng. Giữa lúc đang chuẩn bị xuất quân, Lưu Bị nhận được tin dữ là Trương Phi bị thuộc hạ giết chết, tâm trạng thêm phần kích động, càng quyết tâm triệt hạ Tôn Quyền. Nhưng chính sự nóng nảy này đã khiến Lưu Bị tự đẩy mình vào cửa tử. Nói về việc Lưu Bị vì bị đả kích trước cái chết của hai huynh đệ mà khởi binh đánh Ngô, nhiều người cho rằng nguyên nhân này không thỏa đáng. Một bậc đế vương đã chinh chiến bao năm, dẹp loạn bốn cõi, xưng đế một phương hẳn phải là một người lý trí chứ không dễ dàng bị kích động như vậy. Cái chết của Quan Vũ và Trương Phi rất có thể chỉ là cái cớ để Lưu Bị động binh tiêu diệt Tôn Quyền. Cuộc chiến Thục Ngô này từ lâu đã nằm trong suy tính của Hán Trung Vương. Từ sau trận Xích Bích, thế chân vạc giữa ba thế lực Ngụy Thục Ngô đã hình thành. So về lực lượng giữa ba nước lúc bấy giờ, Ngụy là mạnh nhất, sau đến Ngô chỉ có Thục là lép vế hơn cả. Nhưng lúc này, Lưu Bị vừa xưng đế, lập ra nhà Thục Hán, quân dân trên dưới đồng lòng, sĩ khí dâng cao ngút trời, chính là thiên thời, địa lợi để xuất binh. Về việc lựa chọn thế lực nào để tiêu diệt đầu tiên, Lưu Bị từ lâu đã có suy tính. Dẹp Ngụy ngay lúc đó là điều không thể, bởi lấy yếu chống mạnh chẳng khác nào tự đẩy mình vào cửa tử. Mặt khác, Tào Tháo vừa qua đời, con trai Tào Phi lên nắm quyền, trước mắt sẽ cần thời gian để ổn định triều chính, nên Lưu Bị tạm thời yên lòng. Vì vậy, mục đích chinh phạt lần này của Hán Trung Vương chính là nước Ngô của Tôn Quyền. Nhưng Ngô Vương Tôn Quyền cũng được coi là một bậc kỳ tài, trước đánh Giang Đông, sau được lòng dân, lại vừa cướp được Kinh Châu, lực lượng càng ngày càng mạnh. Điều này khiến Lưu Bị thêm phần lo lắng. Nhưng nếu diệt được Đông Ngô, ắt có thể chiếm được đại bộ phận phía Nam Trung Nguyên, củng cố lực lượng phía Tây, rồi sẽ tập trung tài lực tiêu diệt nước Ngụy ở phía Bắc. Vốn là người cơ hội, Lưu Bị chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, nên đã bất chấp rủi ro, đích thân xuất quân chinh phạt Đông Ngô để rồi rước lấy thất bại ê chề. Trước đó, Gia Cát Lượng từng đưa ra Long Trung đối sách khuyên Lưu Bị thỏa hiệp với Tôn Quyền để liên minh chống Ngụy Tào. Nhưng vốn nuôi mộng bá chủ lại vừa bị đả kích bởi cái chết của huynh đệ, Lưu Bị đã bỏ qua lời khuyên này. Dù vậy, cái chết của Quan Vũ chỉ được coi là chất xúc tác chứ không phải là nguyên nhân chính khiến Lưu Bị kích động xuất binh. Hai năm sau khi Quan Vũ mất, chiến tranh Thục Hán Đông Ngô mới nổ ra. Tuy nhiên, Lưu Bị đã quá tự phụ vào sức mạnh của Thục Hán. Nếu như coi Tào Tháo là một ông lớn, Tôn Quyền như một kẻ gian thương, thì Lưu Bị so với hai người này lại bị đánh giá là vô dụng. Vậy nhưng dù là Tào Tháo hay Tôn Quyền, đối với Lưu Bị đều không hề xem nhẹ. Thành công của Lưu Bị trong việc dựng nước là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, trong cuộc thảo phạt Đông Ngô, ông đã chuốc thất bại thảm hại, phải lui quân đến thành Bạch Đế, cuối cùng hy sinh tại đây vào năm Trường Võ thứ ba của nhà Thục Hán, tức năm 223. Di ngôn đầy ẩn ý của Lưu Bị. Trước khi thất thủ, Lưu Bị có hàn huyên cùng các đại thần. Trước mặt bá quan văn võ, ông đã cầm tay Gia Cát Lượng nói: "Khanh còn tài gấp 10 lần Tào Phi, tất có thể làm cho quốc thái dân an, hoàn thành nghiệp lớn. Nếu như con trai ta có thể phò tá thì khanh phò tá, còn nếu nó là kẻ bất tài vô dụng thì khanh hãy lên làm vương." Lưu Bị nói ra lời như vậy, các đại thần đều vô cùng sợ hãi, ngay cả Gia Cát Lượng cũng không khỏi giật mình. Bởi lẽ, chủ động mời người ngoại tộc đoạt lấy ngai vị
đây chính là hành động dâng cả Giang Sơn vào tay người khác. Gia Cát Lượng nghe xong, nước mắt chảy thành dòng, lập tức quỳ xuống mà nói: "Thần xin nguyện một lòng tận trung, không dám có nửa điều khi quân, nếu không sẽ lấy cái chết để tạ tội." Lưu Bị thấy vậy liền cầm tay Lưu Thiện mà căn dặn: "Sau này còn phải phụng dưỡng thừa tướng Gia Cát Lượng như phụng dưỡng phụ hoàng." Hành động và lời nói của Lưu Bị trước khi qua đời đã tạo ra nhiều luồng tranh cãi. Liệu Lưu Bị có thực sự muốn truyền Giang Sơn Thục Hán cho Khổng Minh? Hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng Lưu Bị đối với Gia Cát Lượng vô cùng tín nhiệm nên mới đưa ra quyết định táo bạo trên. Trước đó, ông đã từng 3 lần tới tận Liều Cỏ để mời Lượng về triều. Tuy nhiên, nhiều tư liệu lịch sử đã chứng minh Lưu Bị không thực sự trọng dụng Khổng Minh như hậu thế vẫn nghĩ. Một số quan điểm khác lại cho rằng Lưu Bị ở đây không hoàn toàn tin tưởng Lượng. Bản thân ông cũng nể phục tài của Khổng Minh nên muốn vị đại thần này cúc cung tận tụy phò tá con trai mình. Đây chính là quang minh chính đại đẩy cho Gia Cát Lượng một trách nhiệm nặng nề. Trong khi đó, có ý kiến khẳng định câu nói trước lúc lâm chung chính là đòn thử lòng của Lưu Bị đối với Gia Cát Khổng Minh. Nếu như nghe xong những lời đó mà Lượng có nửa điểm vui mừng, lập tức sẽ bị đưa ra ngoài chém đầu vì mưu đồ phản chắc. Tuy nhiên, quan điểm này có phần phi lý, bởi Gia Cát Lượng vốn nổi tiếng thông minh, làm sao có thể để vui buồn lộ ra trên mặt. Nếu như Lượng thực sự có mưu đồ đoạt lấy Giang Sơn, việc gì phải dại dột thể hiện ra bên ngoài như vậy? Quan điểm cuối cùng có phần thuyết phục hơn thì cho rằng, trong tình huống này, Lưu Bị giao cho Gia Cát Lượng quyền phế lập, muốn Lượng chọn một trong hai người con trai của mình làm hoàng đế, chứ không phải có ý nhường ngôi cho Lượng. Dù có nhiều bất đồng, nhưng các quan điểm trên đều thống nhất một điều, đó là Lưu Bị không hề muốn đem Giang Sơn cả đời gây dựng cho Gia Cát Lượng. Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, dù cho lúc đó bị Đông Ngô đả kích nặng nề, Lưu Bị cũng không dại dột đến nỗi nói ra những lời thiếu nhuệ khí này trước mặt quần thần. Cả đời ông theo đuổi ước vọng phục dựng Đại Hán của Thái Tổ Lưu Bang mà Lưu Bang trước kia giao ước với quần thần. Ai không phải họ Lưu mà làm vương thì thiên hạ cùng đánh nó. Lưu Bị vì thế càng không thể làm ngơ trước lời thề của tổ tiên. Mặt khác, trong bối cảnh thời đại phong kiến lúc bấy giờ, không thể tồn tại khả năng Lưu Bị dâng Giang Sơn tặng cho người khác. Lịch sử Trung Hoa mấy nghìn năm qua cũng chưa từng có một vị hoàng đế nào tự nguyện dâng đất nước cho người ngoại tộc. Rất nhiều người cũng nói rằng nếu Lưu Bị đem theo Gia Cát Lượng đi cùng thì đã không đại bại như vậy. Lục Tốn làm sao có thể là đối thủ của Khổng Minh? Thục Hán nhất định có thể đánh bại được Đông Ngô. Sự thực có như vậy không? Và nguồn cơn nào đã khiến cho Lưu Bị nhất quyết đánh Đông Ngô để rồi đón nhận cái kết thảm hại như vậy? Hãy cùng theo dõi những tình tiết hấp dẫn trong phần sau của video nhé! Nguyên nhân nào khiến Lưu Bị nhất quyết đánh Đông Ngô? Sau đại chiến Hán Trung, Lưu Bị giành được địa phận Hán Trung và Đông Xuyên Tam Quận. Quan Vũ đánh bại được Vu Cấm cùng cánh quân tinh nhuệ nhà Tào Ngụy. Sức mạnh nhà Thục Hán có thể nói đạt tới đỉnh điểm. Tuy nhiên, vào lúc mà Lưu Bị đang đắc chí nhất, Đông Ngô lại đâm một nhát dao chí mạng vào sau lưng. Tôn Quyền phá bỏ liên minh Tôn Lưu, đánh úp Quan Vũ, giết người hiền đệ của Lưu Bị, chiếm lại Kinh Châu. Sau khi Quan Vũ chết hơn một năm, Lưu Bị xưng đế, xuất binh chinh phạt Đông Ngô mặc những lời khuyên can của Gia Cát Lượng và Triệu Vân. Để rồi trong chiến dịch đó, Trương Phi bị thủ hạ ám sát, Hoàng Trung tử trận, còn Mã Siêu thì lâm trọng bệnh qua đời. Một loạt biến cố xảy ra, liên tiếp mất đi những mãnh tướng giỏi nhất, lòng quân bất ổn, nhưng như vậy vẫn không ngăn được quyết tâm đánh Ngô của Lưu Bị. Lý do mà Lưu Bị bất chấp tấn công Đông Ngô trong hoàn cảnh như vậy, một mặt là vì lòng ôm thù hận, mặt khác thì tấn công Đông Ngô lại phù hợp với thực tế hơn cả. Thứ nhất, khi Lưu Bị khởi phạt chiến dịch phạt Ngô là lúc đã 60 tuổi, một độ tuổi khá cao vào thời chiến cổ đại. Lưu Bị biết thời gian của mình không có nhiều nên không thể chần chừ trong việc đoạt lại Kinh Châu, báo thù cho Quan Vũ, đánh Giang Đông để xả hận lên Tôn Quyền. Mặt khác, trong thâm tâm Lưu Bị muốn trước khi chết sẽ có thể giải trừ đi một mối họa ở phía Đông, giúp con trai Lưu Thiện củng cố thêm được thế lực quốc gia. Lúc này, bộ hạ của Tào Phi sớm đã đưa ra dự đoán Lưu Bị sẽ phát động chiến tranh Ngô Thục. Một đại thần nhà Tào cho rằng Quan Vũ và Lưu Bị tình như thủ túc,
Bây giờ Quan Vũ bị Ngô đánh bại mà chết, lòng quân rệu rã, Lưu Bị chắc chắn sẽ xuất trình để phấn chấn lòng quân. Vì vậy, phát động chiến sự lúc đó còn là một giải pháp xuất phát từ vấn đề thực tế của Lưu Bị. Lúc liên minh Tôn Lưu còn bền chặt, Lưu Bị có thể yên tâm đánh Tào Ngụy. Nhưng nay Đồng Ngô đã lật mặt nên Lưu Bị chỉ có thể tiến quân về Giang Đông. Tào Ngụy phía Bắc xa xôi, dù mới thất bại tại Hán Trung nhưng binh lực ở Hứa Xương vẫn còn rất hùng hậu, Lưu Bị khó chắc phần thắng. Trong khi thực lực của Đông Ngô kém Thục Hán rất nhiều, chỉ cần đánh bại Đông Ngô, Lưu Bị có thể thôn tính 2/3 thiên hạ. Còn nếu như thất bại, Đông Ngô cũng không thể đủ sức đánh Thục hay kháng Tào, nên chỉ có thể thiết lập lại liên minh Tôn Lưu. Tháng 7 năm Công nguyên 221, Lưu Bị dẫn hàng vạn đại quân tiến về Đông Ngô, nhưng không mang theo bất kỳ một đại tướng hay một mưu sĩ nào. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa viết, Lưu Bị dẫn theo 70 vạn đại quân, còn theo chính sử thì số lượng không nhiều như vậy, chỉ hơn 4 vạn. Kết quả cuối cùng thì ai cũng đã biết, Lưu Bị đại bại dưới tay Lục Tốn ở Di Lăng. Lưu Bị đánh Ngô hoàn toàn không phải là sai lầm trong chiến lược, nhưng lại quá vội vàng trong khâu chuẩn bị trước và trong chiến dịch. Lưu Bị vốn không giỏi về việc chỉ huy quân sự, lại không mang theo bất kỳ một mưu sĩ đáng tin cậy nào, vì vậy mới không nhìn thấy cái bẫy mà Lục Tốn răng ra. Đúng như những gì mà Lục Tốn đánh giá về hoàng đế nước Thục, Lưu Bị cả đời đánh trận, đa số đều là thất bại. Thế nhưng nếu đem theo Gia Cát Lượng thì vẫn sẽ bại trận. Điều này phải bắt đầu nói từ ấn tượng của chúng ta đối với Gia Cát Lượng. Trong mắt chúng ta, Gia Cát Lượng là một đại quân sư tài trí mưu lược, bách chiến bách thắng. Nhưng Gia Cát Lượng trên thực tế e là không như chúng ta nghĩ. Vai trò của ông ở Thục Hán không phải là mưu thần hay quân sư, mà phần lớn giống như Tiêu Hà của nhà Hán trước đó, phụ trách đảm bảo hậu cần. Lấy ví dụ trận Hán Trung, Lưu Bị ở Hán Trung đánh nhau, Gia Cát Lượng đang làm gì? Theo ghi chép, tiên chủ ngoại xuất, Lượng thường trấn thủ thành đô, túc thực, túc binh. Ý muốn nói, Lưu Bị ra ngoài chinh chiến, Gia Cát Lượng ở lại thành đô, phụ trách vật tư, lương thực để cung ứng cho chiến tuyến. Lúc Lưu Bị chiếm Kinh Châu cũng như vậy, Gia Cát Lượng, vi quân sư, trùng lang tướng, sử đốc Linh Lăng, Quế Dương, trường sát Tam Quận, Điều Kỳ, Phú Thuế, dĩ xung quân thực. Ý muốn nói, công việc chủ yếu của Gia Cát Lượng vẫn chỉ là phụ trách mảng hậu cần. Thực ra, Lưu Bị đánh Ngô hoàn toàn là đang đánh giá quá cao bản thân mình. Đối với một người luôn thực tế như Lưu Bị, vì sao bỗng trở nên sốc nổi như vậy? Thực ra là bởi thắng lợi ở trận Hán Trung. Lưu Bị cho rằng bản thân lúc này đã thực sự mạnh lên rất nhiều, đến Tào Tháo còn không phải là đối thủ của mình. Cần phải biết rằng Tào Tháo là thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ. Nếu ngay cả Tào Tháo cũng có thể đánh bại, vậy thì Lưu Bị tất nhiên chẳng xem Tôn Quyền ra gì. Dẫu sao thì Tôn Quyền cũng không bằng Tào Tháo về mọi mặt. Vì vậy, ngay cả khi Kinh Châu bị mất, Quan Vũ bị giết, thì Lưu Bị vẫn nghĩ mình mạnh hơn Tôn Quyền rất nhiều, quyết tâm đi đánh mà không nghe bất cứ lời khuyên nhủ của ai. Tiếp đó, lý do chí mạng khác là ở việc chuẩn bị trước trận chiến. Lưu Bị cũng làm rất qua loa, thậm chí còn không tiến hành hoạt động luyện binh, cũng không vạch ra kế hoạch tác chiến chu toàn, hầu như là một đoàn người cứ vậy mà cưỡi ngựa phi thẳng tới Đông Ngô. Trong tình hình này, cho dù có Gia Cát Lượng ở bên ra kế sách, thực ra cũng vẫn là lành ít dữ nhiều, bởi Đông Ngô sớm đã chuẩn bị chu toàn hơn rất nhiều, cộng thêm năng lực của Lục Tốn cũng không tầm thường, vì vậy mà có thêm Gia Cát Lượng cũng vẫn vô dụng. Hơn nữa, tài năng quân sự của Gia Cát Lượng hoàn toàn không lợi hại như nhiều người vẫn nghĩ. Mặc dù Gia Cát Lượng nổi tiếng cẩn trọng, có thể giúp quân đội Thục Hán chặt chẽ, có tổ chức hơn, nhưng với tài năng quân sự của Lục Tốn thì Thục Hán vẫn sẽ ở trong tình thế bất lợi, bởi dẫu sao thì quân Thục cũng là đội khách, rất khó duy trì được lâu dài. Hơn nữa, bản thân Gia Cát Lượng bắc phạt trận nào, thua trận ấy, ngoài một vài nguyên nhân khách quan ra thì cũng có thể thấy được rằng tài năng quân sự của ông cũng không mạnh lắm. Đây cũng là lý do vì sao Lưu Bị luôn để ông trấn thủ hậu phương, bởi đây mới chính là sở trường của ông. Vì vậy, ba bằng chứng trên đã cho thấy rằng Lưu Bị dù có đem theo Gia Cát Lượng đi đánh Ngô thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ như vậy. Cùng lắm sẽ chỉ giúp cho Lưu Bị tổn thất ít hơn mà thôi. Còn bạn nghĩ sao về kết cục này của Lưu Bị? Hãy bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé!
Còn bây giờ, video của lịch sử Trung Quốc cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.